Hiện nay đầu đèo nhất đô Lưu Văn Đức của thể dục thể thao Từ Sơn đã nhất thắng. Hiện vẫn chưa có đô nào xin theo. Đề nghị các thủ đô lên gặp ban tổ chức để đăng ký xin theo. Chúng tôi xin giới thiệu trận thi đấu tranh giải đầu đèo 3. Xin giới thiệu trận thi đấu đô Lê Trần Nam của Hoài Đức mang số đỏ. Xin giữ cặp đô Nguyễn Văn Đoàn của trường đại học thể dục thể thao mang số xanh xin theo. Ba đô và thế giới. Hai đô chuẩn bị nghe hiệu lệnh trọng tài chống xe đài. Vâng, sau kêu vận động ngày 3 này xin mời bèo 500.000 đồng do xưởng VOTHC tài trợ. Xin mời đô Hoàng Thị Anh Thơ xin giữ và đô Đoàn Thị Kim Oanh theo. Mời hai đô chuẩn bị và xới sau kêu vận này. Giải 4 triệu đồng. Hai đô chuẩn bị. Các trọng tài chuẩn bị. Trận đấu bắt đầu. Giải 4 triệu đồng của xưởng VOTHC tài trợ. Hiện nay đô Phạm Hiểu Mai của Thiên Huế xin giữ. Hiện vẫn chưa có đô nào xin theo. Vậy đề nghị các sân dưới, đề nghị các trưởng đoàn của sân dưới lên gặp ban tổ chức để đăng ký xin theo với giải trên. Ba đô và giữa sới. Trận đấu tiếp tục. Vâng, hai đô Trần Lê Trần Nam của chúng ta và đô Văn Đoàn của trường cao thể dục thể thao có hạng cân và chiều cao tương xứng. Các anh đều ở hạng cân trên 95 kg. Chúng tôi nói trên 95 kg có nghĩa là khoảng độ trên 1 tạ hoặc tạ 2, tạ 3 gì đấy cũng có thể gọi là trên 95 kg. Rất kinh khủng. Bàn kéo cố, tức là kéo hóa thì xem ra có vẻ rất nguy hiểm. Vâng, những tràng pháo tay của toàn thể bà con cô bác đã nói lên tất cả kéo vật vừa qua. Ba đô đứng giữa giới, chúng tôi xin công bố kết quả trận thi đấu vừa qua. Ở trận thi đấu vừa qua, đô Lê Trần Nam của Hoài Đức mang số đỏ nhất thắng.